Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chiều đây mưa lớn quá trời lớn luôn bạn ơi. Chắc này mời bạn cùng mình đi thăm mấy cái lợp. Mà chắc này không biết là chào buổi gì luôn nè. Chào buổi tối ha. Chào buổi tối mà gặp lại các bạn sáng nay hả? 8 giờ sáng nay đăng clip. Chiều mình đặt mấy cái lợp cá bóng chơi. Bữa nay thử đặt lợp tối coi sao. Cái lúc trước mình đặt lợp tối dính cá bóng bự bự không à. Bữa nay mình đi săn cá bóng khủng nữa. Ai giấc này lội phê à nghe. Chiều lúc mình đặt mắc mưa, dầm nó mưa đã hết biết đã luôn. Đặt còn 2-3 cái. Trời ông làm ầm 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 đụng 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 hì hì sèn sèn đụng đụng đụng. Xiết tối vẫn chạy quéo quéo vậy. Già hơi bị lạnh này nha. Rồi kiểu này lội lộn hồi giữ thuốc nữa. Ui lạnh. Cái đầu tiên nghe bụi này nè. Nước bên này lớn dữ lắm, lớn luôn á, tại đập này ta đóng bọng nên nước nó vô không có nhiều lắm. Con bèn nhìn đi gan chuột cống. Nó mà lội lội trong lùm tính chuột cống khủng luôn á. Ngay gốc cây gán này một cái nè. Khui hàng trúng mánh cái cây. Ê, lâu lâu mình chiến đêm bữa có sao. Ê, thấy cũng yên ru vậy. Trời ơi, ba bốn con lên ngoài bạn ơi. Tình hình bất ổn với người ta. Lâu lâu mà đánh đêm chặn là thất là buồn lắm mà. Mấy bạn mình lội theo tới ổ luôn. Cái lúc trước mình đặt mấy bữa đặt giấc tối. Trúng cá đi ham luôn. Cá bự bự không. Đâu rồi cái lọc đâu rồi. Đây nè. Hui hèn. Cái chỗ này im nè. Ngay gốc lá đã hết biết luôn. Ê ê ê ê. Trúng trúng trúng, cái này trúng. Tôi ồ quá xa đã bạn ơi. Phải vậy mới được chứ. À. Bành 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 không à. Ngon lành cạnh tranh liền thấy không? Như cái này không ai nói gì. Hai cái nè, cái trúng cái thất nè. Giác tối với cá bún bự đi ăn. Cái này ngon. Quên rửa cái lợp xình không. Hai cái là đủ đủ chảo khô khô rồi. Vui không à. Rồi tiếp tục tiếp tục. Nay đặt 10 cái mà đặt xa lắm. Xa xa đặt cái chất lượng. Con cái mình đặt ngay bến nhà mình luôn ngay cái cầu. Nãy chiều đặt cái máy quay thấy nó cũng có vô lai gai. Không biết sao. Chắc này mà chim kêu. Cho này cái. Cái chỗ này lúc trước cá bóng bự bự không. Biết cái này sao đây. Ê thấy nó cũng đầm bực bực hình dưới các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi hàng khủng bạn ơi. Cá bóng siêu to. Ui sướng sướng sướng. Yeah. Oh. Bạn thấy cái con mắt phía trong không? Đó. Cá bóng thứ già luôn. Phái đặt đêm cái làng gì á. Lội nước nó hơi cực nhưng mà dính dính cá bự không à. Con trong đó nó bự rồi con này nè. Ôi ôi nó nè, nó đã. Nửa cầm tay á. Cái bóng nhìn khủng thiệt chứ. Cái lập vô hai con vậy thôi khỏi cần nhiều. Hai con, chục cái, hai chục con vậy thôi. Hai chục con đó cũng hơn nửa ký rồi nha. Khô khô lợn nào hoành tráng lệ luôn. Ba cái. Bên này cái thứ tư nè. Ngày cái mấy cái tre. Đặt đặt cho mấy cái tre này hay có cái bóng bự không? Cái nó nằm chỗ mấy cái gốc tre nó chui ra. Ồ, im quá ta. Ê nhiều nghe không, không, không. Trời ơi. Trời ơi. Cái này còn dữ mấy cái nãy nữa bạn ơi. Có kìa. Ôi con cá bóng nó bự. 2-3 con nái nái trong không à. Quá.
quá trời chơi kìa 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 kìa, hứt già nằm giống cà đỏ đó đó, thoát khó trong cà đỏ cặp cái bóng à. Ủa nó đã sướng camera mình như cá bóng nó nhảy ướt rồi. Lên bờ đi chùi nó. Ồ đã quá đã. Cái đầu tiên chớt tính đâu là im im rồi. Bốn cái mà trúng ba cái rồi đó. Cái này không ta? Không phải, cái này cái đầu tiên nè. Đây nè, cá mới thăm hay gì nè. Không phải. Cá mới thăm có hai con bự lắm. Không phải cái này. Cái này nè. Ủa không phải. Rồi cái này quá, cái này ướt mà, này nó. Cá thứ già nè, hai con bự à. Đây con bự nè. Đây con bự à. Ủa nó đã bạn ơi. Nái nái không à. Đúng đặt ban đêm mà sướng. Yên tĩnh cá bự nữa ra. Ban đêm mà đặt chỗ mấy cái gốc cây ha, bập lá rồi ha. Hay là mấy cái chỗ mà bập bè mà thúi thúi á. Cái bóng nó vô dữ lắm. Ngay chỗ này cái ngay đống trà nè, ngay cái đầu độc. Dưới cái cây. Chỗ này cũng hay có bóng bự, các bạn thấy mấy cái trụ này nè. Địa điểm này có bóng bự hay ở. Ngay đây nè. Giữa đường kinh luôn. Bực bực kìa. Ồ cái này không nhiều lắm. Sao bây con lứa lứa vậy, không có bự, không có chà bá. Chỗ này gì mà không có bóng khủng ta. Mà cái vô vậy cũng được rồi ha. Cũng lứa lứa mà không có nhỏ. Cá này cá ăn thịt mà. Không có cắm câu được. Thỏm cái đặc lập toàn là cá bóng ăn thịt không mà. Mùa này cá bóng nó bự hết, không có nhỏ. Mấy cái ta, 5 cái. Còn bên đường bọc. Đường mới dầm đây 4 cái với 1 cái ngay bên nhà nữa. Dắt này lội ngăn đập này mới sướng. Sướng 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 luôn. Mít luôn. Mít còn non. Đi lần kia thăm điện hồi dòng rồi. Bỏ lọt ngay cầu rồi dễ qua. Bên đây cái này nè. Tới cầu kia ta. Bỏ đại đi đi. Hồi lại lấy. Thầy già trời sâu. Hút đúng á. Nhìn nhà anh mà đóng ổ luôn nè. Khui hẹ. Rồi chết rồi bạn ơi. Đường gặp này thấy tình hình là bất ổn rồi nè. Hai con nè. Hai con cũng bự á. Mà không có chà bá. Chị ta. Đường cái này tới 4 cái là nghe. 4 cái mà 8 con là bên lớn là chết luôn á. Này cái. Ôi, chạy gì ta, chuột gì. Bự á. Ngay chỗ đóng lá dừa này ngon hết biết luôn. Đi tưởng đi tưởng. Đây cái này có nè, cái này nhiều nè. Ủa. 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 Được rồi. Nhồi nhồi trong chân ha. Đã. Có cá vợ ơi. À. Vậy là được rồi. Cá cũng bự bự không à. Thọt cái tay xuống cầm cái lọp mà khiều khiều cái cây cầm ra mà thấy nó bực bực đi là thấy khoái khoái rồi đó. Còn cái nào mà nó gô hết trơn là dữ lắm dữ luôn. Còn thọt xuống là im gu thấy rồi. Xong xà bông. Có cái chỗ này im mà. Qua đây người ta. Chỗ này ngon. Chỗ này lý tưởng lắm. Có ba cái lá dừa nó ủ ủ thôi. Mấy cái chỗ này đặt hay trúng. Hên xui khui lên mới biết.
Rồi 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 vô. Dữ lắm cái này rồi. Bạn nghe âm thanh cá nó nhảy sộn sộn trông cũng sướng nữa ha. Nè. Nhưng mà cái đường gạch trên đây cá nó không bự hung. Nó bự thiệt nhưng mà nó không có siêu to bằng hồi nãy khúc cái đầu tiên. Cũng 6 7 con vậy nè. Nó không siêu to. Nãy đường gạch bự mà con nào cũng lấy nái nái không. Xách đi luôn. Ba cái, còn cái đầu trên. Hơi lạnh lạnh rồi đó. Bắt đầu quế quế rồi đó. Đâu ta? Ở trong bị lùm đó kìa. Bên đó. Bụi mấy dầm. Cái cuối cùng trên đường gạch trên đây. Hốt thường chót cái cây. Chỗ này ngon lắm. Chiều lúc đặt là gờ gờ đụng cái bóng rồi đó. Trời ơi dữ lắm rồi, đang xì trong lọp rồi. Khui khui nha, khui nha. Khui nha, khui nha. Quá. Chấm 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 chấm. Thôi ôi cả chục luôn bạn ơi. Đã quá. Mà không có cá bự. Bốn cái trên đây không có con nào mà siêu to khổng lồ hết chứ. Mấy cái dưới kia cái nào cũng có chứ. Cái này cũng nhiều lắm nè. Ờ chim dễ bay. Được lắm á. Mà có cái không có cá bự. Cá chục con gì lắm. Cái này là kẹt kẹt là được nồi khô khô rồi. Rồi xong. Còn cá bánh nhà nữa là xong phim. Ngay cầu đúc bánh nhà. Bạn thấy tình hình năm nay đặt cái bóng cũng bằng mấy năm rồi nha. Nhất là cái năm dịch. Năm mà dịch bệnh không ai đặt được, không ai đi đó. Đặt cái bóng cái nào cái nấy dở lên. Cứng lọp không. Đặt chục cái cái ký mấy. Đặt ở đâu cũng có, dưới sông cũng có, mà trên mương cũng có. Giờ hết dịch cái anh em tao quần tao đi đặt lọp kiếm sống mà. Tao đặt hết. Thế vậy tao đặt dưới sông tao cũng đi. Lũ lũ lên bờ ta đặt trên bờ nữa. Cá giờ nó bớt. Rồi mấy cái lợp bỏ đâu ta. Lúc đẳng luôn rồi. Đâu rồi. Sai dữ vậy. Rồi đâu rồi. Rồi bên kia kìa. Chín cái. Còn cái cuối cùng. Bốn cái này cá nhiều nhưng mà không có cá bự. Còn bốn cái đó cá bự, còn cái đó hơi ít. Tạm ổn. Chắc này ngoài sông nước ngập cá bóng lên bờ nhóc trơn bạn ơi. Đang còn bành trướng nữa anh thấy không? Nè, cái đầu nè. Hứ già vậy luôn nè. Đó, chạy lên nè. Con này bự chà bá luôn á. Làm sao mà đỡ được. Bắt cá một tay luôn, ghê chưa. Vô, vô nè, bành kia luôn. Vô cái lọp, im à. Này đi chụp cá bóng một có lý rồi nha. Một chú. Vậy mới được chứ. Chạy đâu cho thoát con trai ơi. Đang con nhỏ bạn ơi, nhỏ xíu nè. Con này nhỏ. Mà xong cái này nước minh mông. Con này nhỏ xíu. Con này cắm câu được. Vậy bắt ha, cái gỗ chạy rồi. Nhỏ thả nó đi. Còn cái dưới bên nhà chắc này nước minh mông lúc cái đầu luôn quá. Thank you.
sâu dữ lắm rồi. Quá lúc dữ luôn rồi bạn ơi. Lấy cái giọt hiều lên. Ồ, không có cá bự rồi nè. Dưới bên nhà hết cá rồi. 4-5 con nhỏ nhỏ. 6-7 con cá này, cá cắm câu. Nhỏ nhỏ mà. Rồi, lên nhà khui thành quả. Lạnh rồi. Chiều cắm ở đây cây cần câu. Móc cá bóng cắm thử. Cá thăm mới dính không? Hình như nó có lôi kìa. Ê. Hình như có dính đó nghe. Ê, hình như con nhịp nhịp ra. Ôi sảy các bạn ơi. Sảy rồi. Uổng quá. Chiều còn cá bóng móc cắm. Sảy luôn. Dính cá ngon lành luôn rồi. Không gà đây con cá lóc bự táp bụp bụp rồi. Cắm thử sảy. Khui hèn. Rồi chắc cũng kiếm được dư nào khô khô, cá cũng bự bự không à. Có hòn cá bóng đã. Có 4 cái mà thăm cái thứ 5 nó 5 cái đầu. Có cầm cho con nha. Có cái đầu đã quá, cá bành trước ngon. Mấy cái đó cái nào cũng có cá bự tới mấy cái sau này. Cá bé bé không à. Mé bồng bông hay má hồng hồng. Này không có cá rồi. Tối nay được mớ cá cắm câu à. Này coi mơi coi nước ngon ngon mình nè. Cắm câu vậy chứ. Cái này cá bự bự không à. Trời ơi, cá đã mập nút. Có cái này nặng nặng nè. Ồ mấy cá bóng, hai cá bóng nó nhịn nằm đã. Đóng nha. Hai con này nè, nằm một đống luôn. Được chục con gì cũng đỡ, cái vô hai cái vô con chục con gì là ngồi khô khô ấm hỉnh luôn. Thì nãy giờ thấy có con còng. Không biết nằm đâu rồi. Đây xô sẵn đừng còng hả? Để con còng không biết nằm đâu đây nè. Rồi còn cái cuối cùng. Ồ cái này cũng nhiều nè. Cái này có lý lắm nè. Có cá thòi lòi nữa nè. Đó thòi lòi cái đầu à. Rồi xong, xong bạn ơi. Được có nhiêu cái bóng đó. Có con còng nè con. Đâu rồi trốn đâu rồi nè. Mấy cá thòi lòi không? Mấy cá thòi lòi không? Cho nuôi. Ồ, cá bự không mà. Như đây là dư ăn rồi. Im. Kiếm ăn được. Nhìn qua nhìn lại thấy cua nhiều màu nhiều hơn cá ta. Càng tình đặc lập. Đặc lọt bằng cua cằn kình luôn nè, thấy ghê chưa? Như mặn cá nó không thèm ăn luôn, coi như nè. Càng chập bá luôn, càng đó giờ bẻ vô luộc ăn được luôn nè. Đây cái càng này mới bự nè. Tới càng luôn. Càng đó giờ hãy lấy vô gân muối ha. Cái gì cũng nửa ký cá được á. Im. Nó ngán thôi lội vậy. Có hai con này quá trời, hai cá này đã con nè. Siêu nái luôn á. Nhưng nửa cầm tay mình á, cá lóc sao nó vậy, ngón tay cái mà nó bự hơn luôn.
hai con này là kho là đủ mình ăn bữa cơm mình nè, hai chén cơm dư luôn á, đã thiệt, có gâu luôn á, hè siêu nái. Rồi ngon lành, cũng có 20 cá bự bự không à, có mấy cá nhỏ nhỏ nái nái không luôn. Cái này là kho là ngon rồi, cái này thì quá quýt rồi, hàng đó là siêu nái, hàng đó là siêu hiếm, cái này thì quá đã rồi, ngon ha, bự bự không à. Thôi giờ tranh thủ bạn ơi tắm rửa mà được, lạnh quá lạnh rồi, để ngồi suy dưỡng nữa. Lạnh rồi đó, gung gung rồi đó. Ngon lành.